Thưa quý vị, thưa các bạn, với nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng cho cả năm 2019, sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao và dần hoàn chỉnh chuỗi cung ứng dệt may, cũng như thời điểm thực thi các hiệp định thương mại thế hệ mới sắp đến là những yếu tố tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của dệt may Việt Nam trong năm 2019. Việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ là giải pháp hiệu quả để ngành dệt may Việt Nam mở rộng tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước. Nhìn lại năm 2018, một trong những nguyên nhân chủ quan về sự đột phá vượt bậc của ngành dệt may Việt Nam là bởi các doanh nghiệp khi tham gia chương trình xúc tiến thương mại, đào tạo nghiệp vụ, tập huấn, áp dụng các mô hình sản xuất thông minh theo xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tới phát triển bền vững trong ngành đã ngày càng đáp ứng được các yêu cầu từ phía đối tác. Toàn ngành đã vượt đích và đạt con số hơn 36 tỷ đô la Mỹ tổng kim ngạch xuất khẩu, trở thành một trong ba nước xuất khẩu cao nhất thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ. Phần lớn cái năng lực sản xuất của dệt may Việt Nam là để phục vụ cho sản xuất xuất khẩu. Cho nên là việc tiếp tục nâng cấp ngành dệt may Việt Nam lên một bậc thang cao hơn trong chuỗi giá trị của ngành dệt may thế giới chính là việc xây dựng các thương hiệu của mình. Nó phải được bắt đầu từ thị trường trong nước, được sự ủng hộ của người Việt Nam với các thương hiệu của Việt Nam. Nếu 100 triệu người Việt Nam trở thành các đại sứ của các thương hiệu Việt Nam thì thương hiệu Việt Nam mới có cơ hội để có thể lan tỏa phát triển ra khu vực và hướng tới các cái thị trường lớn trên thế giới, nơi là trung tâm tiêu thụ của ngành dệt may và thời trang của toàn thế giới. Năm 2019, xuất khẩu dệt may của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh vì Việt Nam đang trở thành trung tâm xuất khẩu dệt may của thế giới. Các thương hiệu lớn đang đổ đơn hàng về Việt Nam nhằm hướng các ưu đãi thuế quan mà Việt Nam đang và sẽ được hưởng theo các hiệp định thương mại. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng hấp dẫn hơn đối với các khách hàng nhờ năng lực cạnh tranh về chất lượng, giá cả, dịch vụ và tiềm năng hoàn chỉnh chuỗi cung ứng dệt may do dòng vốn đầu tư vào công nghiệp dệt nhuộm và nguyên phụ liệu đang tăng lên. Sản xuất trong nước là một cái nhiệm vụ chiến lược trọng tâm của ngành dệt may Việt Nam chúng tôi. Các cái sản phẩm mang thương hiệu của Việt Nam, bây giờ chúng ta đã chủ động được cái chiến lược cái phần cung thiếu hụt của nguyên liệu trong nước. Các thương hiệu của chúng ta bây giờ sản xuất trong nước như sản phẩm sợi, vải, phụ liệu, chỉ may và các hệ thống bao bì đóng gói đều hầu hết 70% là chúng ta sản xuất trong nước rồi. Thứ hai, mà tôi cho rằng là các sản phẩm xuất khẩu của chúng tôi bây giờ chủ lực ba cái mặt hàng mà có chiến lược lớn ấy, đó là vấn đề các sản phẩm may mặc các loại hay là các cái sản phẩm liên quan đến phụ liệu, vải các loại hoặc là các sản phẩm về ngành công nghiệp phụ trợ, vải địa kỹ thuật thì đều là thương hiệu của chúng ta đã xuất khẩu ra thị trường thế giới. Cùng với những tín hiệu lạc quan trong xuất khẩu, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã chú trọng tìm hiểu và đưa ra những chiến lược hợp lý để tiêu thụ nhiều hơn ở thị trường nội địa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của chuỗi cung ứng dệt may Việt Nam. Bây giờ chúng ta có khoảng 158 các cái thương hiệu lớn ở trong nước và 158 này thì hầu hết là chúng ta đã chủ động được thị trường trong nước. Hầu hết các doanh nghiệp đã ý thức được cái việc là mang thương hiệu của mình, bao bì của mình, đóng gói của mình không bị phụ thuộc các cái sản phẩm thương hiệu nước ngoài vào các sản phẩm dệt may của chúng ta. Đối với thị trường trong nước thì cái chương trình mà Bộ Công Thương làm hàng năm bên này mà tôi cho rằng là một cái chương trình rất là hay. Có những cái chương trình đưa các cái sản phẩm dệt may vào các cái khu công nghiệp, các cái khu nhà ở cho người lao động. Trước sức ép cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các thương hiệu ngoại bằng nhiều phương thức khác nhau, bên cạnh việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang dần khẳng định chỗ đứng ngay tại thị trường nội địa. Nhiều doanh nghiệp trong ngành đã chuyển hướng tập trung vào phân khúc thị trường ngách để tiếp cận người tiêu dùng trong nước. Người tiêu dùng giờ đây dễ dàng mua sắm các sản phẩm may mặc của doanh nghiệp trong nước sản xuất, đơn cử như công ty may Nhà Bè. Tận dụng thế mạnh có nhiều dòng sản phẩm cao cấp phù hợp với giới công sở, nên đã chọn riêng cho mình mảng thị trường may đồng phục để phục vụ nhu cầu của các cơ quan, công ty, xí nghiệp, ngân hàng trong cả nước. Xuất khẩu và nội địa đều tăng trưởng, một con số là gọi là hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Thì trong đó nội địa cũng hoàn thành chỉ tiêu tăng khoảng 10%, mặc dù tình hình cạnh tranh trong nước rất là khó, các thương hiệu nước ngoài là vào rất là nhiều, nhưng mà với cái đội ngũ nội địa thì cũng đã có những sự nỗ lực rất là tốt. Còn đối với xuất khẩu, vì cái thương hiệu của Nhà Bè cũng được đánh giá rất là cao, cho nên tất cả các cái thương hiệu lớn đã tìm đến Nhà Bè để đặt hàng, thì điều đó cũng tạo ra một cái thế cạnh tranh cũng như là làm cho cái doanh thu tiêu thụ tăng lên. Thì cái xuất khẩu cũng tăng là khoảng 15-20%. Để đáp ứng cái tốc độ tăng trưởng đặt ra cho tổng ty Nhà Bè, thì Nhà Bè cũng đã có một kế hoạch phát triển sâu rộng vào các tỉnh miền Tây.
Thì hy vọng với sự phát triển sâu rộng này thì cái doanh thu tiêu thụ cũng như là cái hoạt động kinh doanh của 2019 của tổng ty Mày Nhà Bè sẽ tốt hơn. Dự báo về năm 2019, ngành dệt may sẽ không bừng sáng về cầu khi các dự báo cho thấy các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Nhật, châu Âu tăng trưởng đều thấp hơn. Tuy nhiên, đứng trong phương án giữ được các thị trường xuất khẩu chính ổn định, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA đi vào hiệu lực, tận dụng tốt Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, mục tiêu xuất khẩu 40 tỷ đô la Mỹ cho năm 2019 của ngành dệt may là khả quan. Hiệp định CPTPP đã mở ra những cái cơ hội to lớn cho cái sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung, ngành dệt may Việt Nam nói riêng. Thì đối với ngành dệt may Việt Nam thì chúng tôi cũng cho rằng là cái cơ hội mà từ CPTPP mang lại đó là cái việc mà sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu. Cái định hướng của dệt may Việt Nam trong thời gian tới đó là chúng ta tập trung khai thác tốt những cái thị trường hiện có với cái mục tiêu phát triển trong cái thời gian tới để đạt được cái mức tăng trưởng khoảng độ trên dưới 10% một năm. Còn thị trường may mặc nội địa hiện vẫn còn dư địa lớn. Với nhu cầu tiêu dùng của hơn 90 triệu dân thì sản phẩm ở các phân khúc đều khá cao. Tuy nhiên, thực tế không thể phủ nhận là các doanh nghiệp dệt may không thể chen chân vào được phân khúc hàng bình dân. Bởi vậy, việc tìm kiếm và khai thác thị trường ngách được xem là bước đi dần chiếm lĩnh thị trường may mặc trong nước, chinh phục người tiêu dùng và tạo sức lan tỏa. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam sẽ phải không ngừng tự hoàn thiện mình, thu hẹp khoảng cách với các doanh nghiệp dệt may thế giới để đáp ứng xu thế hợp tác thời nay là cạnh tranh công bằng và bình đẳng thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu ngay cả ở trong và ngoài nước.